Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ Bảy ngày 16 tháng 5 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Putin tơi tả về viêm phổi Vũ Hán. Với hơn 230.000 người dương tính với virus corona chủng mới, Nga đã trở thành quốc gia đứng thứ hai trên thế giới về số ca nhiễm sau Mỹ. Cho dù vậy, Tổng thống Nga Putin vào hôm 11 tháng 5 năm 2020 vẫn quyết định chấm dứt 6 tuần lễ phong tỏa triệt để, nhưng để mỗi vùng quyết định nhiều biện pháp cụ thể. Viêm phổi Vũ Hán còn oanh tạc cả vào phủ Tổng thống Putin khi mới đây, người phát ngôn của ông được xác định bị nhiễm virus corona chủng mới. Ông Dmitry Peskov, người phát ngôn viên Điện Kremlin, vừa có xét nghiệm dương tính với virus corona Vũ Hán. Đây là hình ảnh người phát ngôn Dmitry Peskov của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Hãng tin Interfax của Nga mới đây cho biết, ông Dmitry Peskov hiện được đưa vào bệnh viện để điều trị. Ông Peskov thông báo ngắn gọn như sau: "Vâng, tôi đang bị bệnh. Tôi đang điều trị." Ông Peskov đã làm việc với ông Putin trong 20 năm qua. Truyền thông Nga nói ông Peskov lần cuối xuất hiện trước công chúng là vào ngày 30 tháng 4 tại một cuộc gặp với ông Putin. Không rõ điều này có nghĩa là hai người có mặt cùng trong căn phòng hay không, vì ông Putin đã tiến hành các cuộc họp qua video trong mấy tuần vừa qua. Nhiều quan chức cấp cao khác của Nga cũng mắc viêm phổi Vũ Hán, bao gồm Thủ tướng Mikhail Mishutin, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Vladimir Yukres và Bộ trưởng Bộ Văn hóa Olga. Vào hôm 30 tháng 4, Thủ tướng Mishutin đã tuyên bố ông sẽ tự cách ly sau khi nhiễm dịch và đề xuất Phó Thủ tướng thứ nhất Andrei Belousov làm quyền Thủ tướng trong lúc ông vắng mặt. Vào hôm 11 tháng 5, Nga cho hay Thủ tướng đang tiếp tục điều trị trong bệnh viện, tuyên bố ngưng phong tỏa trên phạm vi toàn Liên bang Nga, nhưng lại bắt các thống đốc vùng phải chịu trách nhiệm về phòng chống virus corona của Tổng thống Putin đã gặp phải nhiều phản ứng trái chiều. Đây là hình ảnh Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu về dịch viêm phổi Vũ Hán vào ngày 11 tháng 5 năm 2020 từ dinh thự Novo gần Moscow, thủ đô Nga. Thậm chí một bài bình luận trên trang báo Nga tờ Moscow Times vào ngày 12 tháng 5 năm 2020 nói: "Lệnh của Tổng thống Vladimir Putin nới lỏng phong tỏa chống viêm phổi Vũ Hán trên cả nước từ tối 11 tháng 5 là cách ông thoái vị." Tác giả cho rằng ông Putin lo sợ bị gắn liền hình ảnh với đại dịch bởi các biện pháp khó khăn cần đưa ra để chống lại viêm phổi Vũ Hán có thể ảnh hưởng xấu đến uy tín của ông Putin. Trong khi viêm phổi Vũ Hán có phần thuyên giảm ở châu Âu, Nga đang trở thành quốc gia có số lây nhiễm tăng cao thuộc hàng thứ nhất trên thế giới trong 5 tháng. Trên 10.000 ca nhiễm mỗi ngày, đưa tổng số lên 230.000 người tính đến đầu tuần này. Có vẻ như ông Putin chọn cách đá bóng xuống các cấp chính quyền thành phố lớn như thủ đô Moscow, các tỉnh và các nước Cộng hòa trong liên bang. Bài báo cho rằng đây là quyết định sai lầm, ích kỷ, vì quỹ liên bang mà ông Putin nắm có 600 tỷ đô la dự trữ có thể đem ra chống dịch. Nhưng nay, trách nhiệm chống chọi với virus corona sẽ thuộc về thống đốc vùng, tổng thống các nước Cộng hòa nhỏ trong Liên bang Nga. Nhắc lại lịch sử, bài báo ví ông Putin với Ivan Bạo Chúa ít ra là trong cách phân biệt và phân chia quyền lực và trách nhiệm của nhà nước. Vào năm 1564, Ivan Bạo Chúa chia cơ cấu quyền lực của Nga làm hai phần: quyền riêng của hoàng đế và quyền ở các vùng đất. Ông ta nắm chọn quyền riêng và để cho hội đồng, quý tộc, hiệp sĩ quản trị các quyền khác. Khi cần, Ivan Bạo Chúa đem quân đội riêng đến cướp ở các vùng của quý tộc Nga. Chuyện nước Nga vào năm 2020 không phải như thế, nhưng theo tác giả thì Putin đã giữ quyền lực tối cao cho bản thân và trao gánh nặng xử lý dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán cho cấp dưới. Dường như virus viêm phổi Vũ Hán chủng mới đã phá hoại kịch bản chính trị mà ông Putin ấp ủ suốt sự nghiệp của mình, đó là trị vì ở Điện Kremlin cho đến năm 2036 và đưa nước Nga trở lại trung tâm bàn cờ quốc tế. Đây là hình ảnh Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp nội các mới của chính phủ Thủ tướng Mikhail Mishutin vào sáng 1 năm 2020. Trên nguyên tắc này, vào ngày 22 tháng 4 năm 2020, Nga tổ chức cuộc tham khảo ý kiến toàn dân về bản hiến pháp vừa được sửa đổi với nội dung chính là cho phép Vladimir Putin giữ chiếc ghế Tổng thống cho đến tận những năm 2036. Kết quả cuộc tham khảo ý kiến toàn dân này đã được biết trước. Chẳng ngờ giờ phút vinh quang đó của
chủ nhân Điện Kremlin đã bị hoãn vô thời hạn vì dịch viêm phổi Vũ Hán. Siêu virus corona chủng mới còn làm tiêu tan luôn cả kế hoạch của ông Moscow tổ chức rầm rộ lễ kỷ niệm 75 năm chiến thắng phát xít Đức vào ngày 9 tháng 5 năm 2020, với nhiều nguyên thủ phương Tây sẽ hiện diện trên khán đài danh dự ở Quảng Trường Đỏ. Đây sẽ là cơ hội hiếm hoi vào lúc nước Nga đang bị quốc tế trừng phạt vì đã thôn tính bán đảo Crimea của Ukraine vào năm 2014. Virus corona đã cướp mất cơ hội để Tổng thống Nga Putin trong cương vị chủ nhà đón tiếp hàng chục lãnh đạo quốc tế. Trong khi đó, virus corona cũng làm bật lộ rõ ba nhược điểm của nước Nga trong nhiệm kỳ thứ ba của ông Putin. Đó là sự yếu kém về kinh tế và y tế, quyền lực tổng thống bị xói mòn và về địa chính trị. Nước Nga cần phải tìm được một chỗ đứng giữa hai trọng tâm quyền lực thế giới là Mỹ và Trung Quốc. Liên bang Nga đang phải đối mặt với nhiều thực tế phũ phàng. Dầu hỏa bị tụt dốc không phanh đe dọa trực tiếp đến thu nhập nhà nước Nga, vốn đảm bảo đến hơn một nửa ngân sách và chiếm đến 30% GDP. Gần 150 triệu dân Nga có nguy cơ lại trải qua cơn ác mộng như hồi năm 2014 khi vàng đen mất giá, đồng rúp rơi tự do, đẩy lạm phát lên cao. Quỹ tiền tệ quốc tế dự đoán tổng sản phẩm quốc nội của Nga giảm 5,5% trong năm nay, nhưng giới trong ngành bi quan hơn nhiều. Một trong những ngân hàng lớn nhất của Nga cho hãng tin Reuters biết, với kịch bản giá dầu trên thị trường quốc tế rơi xuống dưới ngưỡng 10 đô la một thùng, GDP của Nga sẽ giảm mất đến 15%. Phòng Công nghiệp và Thương mại Moscow đã báo trước là sẽ có khoảng 3 triệu doanh nghiệp bị phá sản trong những tháng tới và sẽ có tới 8 triệu người lao động Nga mất việc vì viêm phổi Vũ Hán. Về mặt y tế, Tổng thống Nga Putin cũng bị chỉ trích chậm trễ ban hành những biện pháp cần thiết, nhất là ai cũng biết và thực trạng của các bệnh viện tại Nga. Vào hồi tháng 4, đầu tháng 5, liên tiếp có 3 bác sĩ ngã từ cửa sổ bệnh viện đã đặt câu hỏi về việc xử lý dịch bệnh tại Nga. Ông Alexander đã bị vỡ sọ não sau khi ngã từ cửa sổ L2 ở một bệnh viện thuộc vùng Boris, cách Moscow 500 km về phía nam. Vụ việc xảy ra hôm thứ Bảy, ngày 2 tháng 5, hơn một tuần sau khi ông Subtop ghi hình video phàn nàn về chuyện ông bị dương tính với COVID-19 mà vẫn phải đi làm. Trước ông Polov, có 2 bác sĩ Nga khác đã ngã từ cửa sổ nhà cao tầng tại bệnh viện. Cả 2 bác sĩ, Natalia, 48 tuổi ở Moscow và Elena, 47 tuổi ở bệnh viện Kankovsk đã tử vong. 2 người được nói là đều đã than phiền về tình trạng thiếu bảo hộ y tế và ca kíp làm việc. Khi đại dịch bùng phát ở Nga, thái độ cứng rắn, quyết đoán, thông thường của Putin trong lúc đối đầu căng thẳng nhất với Mỹ và các phương Tây trên các mặt trận Ukraine, Syria, Libya hay Châu Phi lại được thay thế bằng một cử chỉ mềm mỏng đến lạ thường. Đó là việc giao việc xử lý khủng hoảng cho các thống đốc vùng. Đây là hình ảnh cảnh sát Moscow kiểm soát giấy phép được ghi lại trong thời gian nước Nga trong tình trạng phong tỏa chống virus corona. Trước hết, quyết định bất ngờ này của Putin, nhà nghiên cứu chính trị bà Tantina tại Nga đã nhận định như sau. Vladimir Putin cho rằng có sự khác biệt giữa vùng này với vùng khác. Việc đưa ra các quyết định có tính đến các yếu tố đặc trưng của vùng miền là điều hợp lẽ thôi. Nhưng mặt khác, người ta cũng nhận thấy là ông Putin giữ khoảng cách với cuộc khủng hoảng virus corona này. Về mặt chính trị, cuộc khủng hoảng dịch tễ không hấp dẫn ông ấy bằng các quyết định chiến lược, chính sách đối ngoại hay cải tổ hiến pháp. Trách nhiệm của ông đơn giản chỉ là chăm chút cho việc mọi quyết định phải được đưa ra đúng thời điểm và gây áp lực nếu cần thiết. Nhưng người ta cũng không thể nói là Tổng thống Putin đã ủy thác quyền hạn cho các vùng. Ông ấy ủy thác trách nhiệm chứ không phải là quyền lực. Cần lưu ý là những rủi ro mà các thống đốc có thể cảm thấy hứng lấy đó là nguy cơ mất chức, lãnh án đến 7 năm tù nếu việc bất cẩn có thể dẫn đến nhiều thiệt hại nhân mạng. Chỉ có điều sự thoái lui và thái độ bạc nhược bất thường này của Tổng thống Nga trái ngược với một sự năng động của ông đô trưởng Moscow sẽ còn làm thêm một hình ảnh uy tín của ông Putin trong con mắt người dân Nga. Nhà chính trị học Tantania đã giải thích tiếp như sau. Nỗi tức giận ngày càng bị dồn nén và điều này sẽ có những hậu quả trong tương lai. Nhưng tôi nghĩ rằng vấn đề ở đây không chỉ có liên quan đến dịch virus corona. Vladimir Putin đã thay đổi, không còn là một thủ lĩnh của quốc gia nữa. Ông không còn biết cách thể hiện sự đồng cảm với người dân. Ông không còn nói cùng một tiếng nói với người dân nữa. Ông rời xa dân chúng. Và ông đang sống trong thế giới của ông cùng với Syria,
Thổ Nhĩ Kỳ, Ukraine, những vấn đề địa chính trị. Tôi cho rằng những lỗ hổng này trong chế độ sẽ để lại nhiều hệ quả trong tương lai. Điều hiển nhiên là dịch bệnh càng tăng nhanh, những khó khăn kinh tế càng chồng chất, những yếu kém về y tế càng bộc lộ thì uy tín của Tổng thống Nga Vladimir Putin càng sụt giảm. Đây là hình ảnh nhà chính trị đối lập Alexei. Theo thăm dò được công bố vào hôm 14 tháng 4 năm 2020, do Trung tâm Nghiên cứu Chính trị Levada trụ sở tại Moscow thực hiện, uy tín của ông Putin đã rơi xuống mức thấp nhất kể từ năm 2013, tức là thăm dò được thực hiện trong thời gian từ ngày 19 đến ngày 25 tháng 3 năm 2020. Tỷ lệ có quan điểm tiêu cực về ông Putin hoặc cho rằng ông chỉ bảo vệ quyền lợi của những thành phần giàu có và thế lực cũng đã tăng lên trong những tuần lễ vừa qua. Trong điều kiện đó, nhà nghiên cứu chính trị Nga tại Viện IFRI của Pháp, Tantina James cho rằng sau đại dịch, khi được thăm hỏi ý kiến, chưa chắc cử tri Nga đã ồ ạt tán đồng việc để cho Vladimir Putin tiếp tục trị vì đến năm 2036. Vẫn theo chuyên gia này, virus corona đã cướp đi một cơ hội để Vladimir Putin củng cố thêm quyền lực. Trong bối cảnh rạn nứt ngày càng lớn giữa ông với công luận kể từ khi Moscow thông báo kế hoạch cải tổ chế độ hưu bổng trong mùa cúp bóng đá thế giới vào năm 2018, điều này đã được đưa ra. Và phản ứng trước quyết định vào hôm 11 tháng 5 về việc chấm dứt phong tỏa toàn quốc của ông Putin, nhà đối lập số 1 tại Nga viết trên trang tweet chính trị gia Alexei mỉa mai rằng sự khôn ngoan của người đứng đầu nước Nga đã hủy bỏ các biện pháp toàn quốc đúng vào thời điểm nước Nga có số lượng người nhiễm virus tăng kỷ lục. Từ hơn 10 ngày nay, số ca nhiễm mới tại Nga mỗi ngày tăng thêm hơn 10.000. Trên thực tế, không chờ đợi quyết định của Tổng thống, lo ngại dịch bệnh, chính quyền Moscow và vùng thủ đô hồi tuần trước đã tuyên bố sẽ kéo dài giai đoạn phong tỏa và bổ sung thêm biện pháp bắt buộc mang khẩu trang trên phương tiện giao thông công cộng và các cửa hàng. Saint Petersburg, thành phố lớn thứ hai của Nga, cũng theo chân Moscow. Tuy nhiên, nhiều khu vực khác đã thông báo cho phép người dân ra khỏi nhà trở lại. Có lẽ điều an ủi hiếm hoi của lãnh đạo Nga lúc này là viêm phổi Vũ Hán đã làm cho quan hệ Mỹ-Trung thêm căng thẳng và áp lực từ quốc tế phần nào được giải tỏa đối với ông Putin từ nước Nga. Đây là hình ảnh đường phố thủ đô Moscow, Nga vắng lặng do dịch viêm phổi Vũ Hán. Hình ảnh chụp ngày 6 tháng 5 năm 2020. Về đối ngoại, Nga cảm nhận thấy trước và trong đại dịch vai trò lãnh đạo thế giới của Hoa Kỳ bị thách thức. Có những rạn nứt trong liên minh giữa Âu và Mỹ và bản thân Âu không thoát khỏi những tranh cãi nội bộ để có được một tiếng nói chung có trọng lượng trên bàn cờ địa chính trị. Trong khi đó, không một ai có thể nghi ngờ về sự trỗi dậy của Trung Quốc và thời gian gần đây, Nga có khuynh hướng thiên về mô hình của Trung Quốc. Trật tự quốc tế mới ngày càng được tập trung vào tay của Bắc Kinh và Washington. Điều đó có nghĩa là Moscow phải tìm được một thế cân bằng trong quan hệ với Mỹ lẫn Trung Quốc và nhất là sẽ phải tìm ra một hướng đi mới để duy trì ảnh hưởng của Nga trên các hồ sơ lớn của thế giới. Mặt khác, đại dịch viêm phổi Vũ Hán đã lật tẩy tham vọng chính trị bành trướng của Trung Quốc. Nga hiện đang sợ rằng họ sẽ bị Trung Quốc làm lu mờ ở cấp chiến lược sau cuộc khủng hoảng này. Nga cũng đang vật lộn để tìm chỗ đứng trong một thế giới lưỡng cực do Hoa Kỳ và Trung Quốc thống trị. Chính vì thế, trong một cuộc họp báo với báo chí ngoại giao, ông Eric Letta, Chủ tịch Viện Jack, đã cho rằng Nga đang cố xích lại gần cả châu Âu lẫn Hoa Kỳ thông qua một loạt cử chỉ hòa dịu, hợp tác nhằm kiềm chế Trung Quốc. Trong suốt 20 năm điều hành với nhiều sự kiện gây bất ngờ, từ ngày mới bắt đầu lên cầm quyền, tức là 31 tháng 12 năm 1999, rồi những lần đổi vai, ví dụ từ năm 2008 đến năm 2012, và gần đây nhất là thông báo tổ chức một cuộc tham vấn công luận về cải cách hiến pháp nhằm cải tổ hệ thống chính trị đất nước là vào ngày 16 tháng 1 năm 2020. Nước Nga của ông Putin đã có những thay đổi đáng kể. Trên trường quốc tế, Nga đã dần tìm lại được vị thế, nhất là kể từ khi quyết định can dự vào cuộc khủng hoảng ở Syria. Ở trong nước, đời sống người dân trong hai thập niên cũng dần được cải thiện. Điều này giải thích vì sao Vladimir Putin rất được lòng dân và có thể tại quyền lâu hơn như thế. Tuy nhiên, đại dịch viêm phổi Vũ Hán là một phép thử nghiệt ngã cho sự khả năng lãnh đạo được coi là tài tình của Putin. Nhà lãnh đạo đã chọn cách tách mình khỏi cuộc khủng hoảng dịch bệnh và giao cho các nhà lãnh đạo địa phương xử lý tình hình. Và trước kẻ thù tàng hình mang tên virus corona, một đối thủ chưa từng có trong sự nghiệp chính trị, chưa có lúc nào quyền lực của Putin bị lung lay mạnh mẽ như lúc này.
Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay, thứ Bảy ngày 16 tháng 5 năm 2020 với bản tin Putin tả tơi vì viêm phổi Vũ Hán. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.